Okay, xin chào và chào mừng bạn đã tham gia với chúng tôi trong buổi họp cộng đồng về Covid-19 này. Tham gia cùng tôi một lần nữa hôm nay là thông dịch viên Mochi Prop. Cảm ơn bạn Mochi đã ở đây để cung cấp dịch vụ của bạn. Để truy cập thông tin và tài nguyên có sẵn để hỗ trợ cộng đồng của chúng ta trong suốt đại dịch này, chúng tôi khuyến khích mọi người truy cập trang web của chúng tôi tại covid19.lincoln.ni.gov. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy một bản điều khiển với dữ liệu và thông tin mới nhất về COVID-19 của cộng đồng. Chúng tôi cập nhật bản điều khiển đó hàng ngày vào khoảng thời gian này. Tại trang web đó, bạn cũng sẽ tìm thấy quay số rủi ro COVID-19 của chúng tôi, một công cụ được mã hóa cung cấp uh, cư dân của chúng ta hiểu biết về mức độ nguy cơ lây lan của COVID-19 ở Lincoln và quận Lancaster. Chúng tôi cập nhật quay số vào thứ sáu hàng tuần và tuần này chúng tôi uh, chuyển từ phần màu cam thấp của mặt số và uh, sang uh, phần màu vàng của mặt số cho thấy nguy cơ lây lan virus ở uh, mức trung bình trong cộng đồng của chúng ta. Đây là lần đầu tiên thời gian mà chúng ta đã ở trong phạm phần màu vàng của mặt số kể từ ngày 2 tháng 7. Cảm ơn tất cả mọi người ở Lincoln và quận Lancaster là những người đã làm điều quan trọng bước về phía trước có thể này. Những gì chúng tôi biết từ kinh nghiệm chúng tôi đã có trong đại dịch này là rằng loại tiến bộ này có thể tiến bộ này có thể um, giành được bởi cam kết um, của chúng tôi đối với uh, công chúng đã được chứng minh thực hành sức khỏe khi chúng ta thực hành ba chữ W đó khi chúng ta đeo à, mặt nạ và rửa tay bằng à, hàng ngày và chúng ta giữ khoảng cách à, giữa chúng ta và người khác khoảng à, 6 feet chúng ta bắt đầu nỗ lực quyền à, lực hơn đối với virus và nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cuộc sống của chúng ta những gì chúng ta cũng biết bây giờ từ kinh nghiệm trong đại dịch này là sức mạnh và sự kiểm soát mà chúng ta khao khát thì dễ thua cũng như khó thắng. Đó là khiến cuộc chiến này trở nên khó khăn, thật bực bội và thật mệt mỏi cho mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng chúng ta có thể vượt qua bên kia của đại dịch này và chúng ta có thể đi qua bên kia nhanh hơn nếu chúng ta vẫn trung uh, thành với việc đeo khẩu trang, rửa tay và theo dõi khoảng cách của chúng ta. Chiến thắng của chúng ta trong cuộc chiến uh, chống lại đại dịch COVID này uh, vẫn tiếp tục để uh, đi đến các lựa chọn mà chúng ta thực hiện. Những lựa chọn này thức, uh, thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước hoặc kéo chúng ta trở lại. Số trường hợp của chúng tôi từ hôm qua và hôm nay chứng minh lý do tại sao chúng tôi phải tiếp tục đưa ra những lựa chọn tốt và tại sao chúng tôi không được à, mắc cảnh giác ngay cả khi chúng ta chuyển sang màu vàng trên mặt số việc à, chúng tôi chuyển sang màu vàng dựa trên xu hướng tích lũy dữ liệu trong 3 tuần qua của chúng ta mặc dù chúng tôi hài lòng với sự tiến bộ à, này trong 3 tuần số trường hợp của chúng tôi ngày hôm qua và hôm nay sẽ à, tập hợp tất cả uh, chúng tôi để uh, tăng gấp đôi các thực hành sức khỏe cộng đồng phòng ngừa đã được chứng minh mà chúng tôi biết có thể giữ cho gia đình của chúng ta, bạn bè và hàng xóm của chúng ta an toàn. Hôm nay thêm 38 người ở Lincoln và quận Lancaster đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Tổng số trường hợp được uh, phòng thí nghiệm xác nhận liền hiện là 3.591 trường hợp. Tổng số lần hồi phục uh, của chúng ta được xác định cho đến nay là từ 1.641 lên đến 1.697. Giám đốc y tế Pat Lopez ở đây để cung cấp thêm thông tin và phân tích về các chỉ số chính mà chúng tôi sử dụng để xác định vị trí của vòng quay rủi ro. Và Pat Lopez, cảm ơn thị trưởng việc chuyển sang danh mục mục màu vàng cho thấy rằng chúng tôi hiện đã chứng minh được việc giảm sự lây truyền của Covid-19 và mức Covid-19 được kiểm soát ở quận Lancaster. Tất cả chúng ta cần phải cảnh giác nhưng chúng ta có thể tiếp tục nhiều hoạt động hơn khi đeo mặt nạ và giữ các cách xa ít nhất 6 feet với những người khác. Khi xem xét dữ liệu trong 3 tuần qua, chúng tôi thấy rằng tất cả năm yếu tố chính Bộ Y tế sẽ uh, sử dụng để thông báo rủi ro cho cộng chúng đã cho thấy một số cải thiện, cải tiến. Số trường hợp hàng tuần đã giảm trong 3 tuần liên tiếp, từ 360 tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7 giảm xuống còn 155 tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 8 tức là 57% giảm trong các trường hợp hàng tuần. Cho đến nay, trong tuần này, chúng tôi có tổng cộng 136 trường hợp mới. Mức trung bình hàng ngày trong 7 ngày cũng có thấy sự sụt giảm ổn định từ mức trung bình là 44 các trường hợp hàng ngày vào ngày 1 tháng 8, giảm xuống mức trung bình 17 trường hợp hàng ngày cho đến ngày 19 tháng 8 trong số tuần này. Đây là lần đầu tiên người ta thấy các trường hợp trung bình hàng ngày ở thanh thiếu niên kể từ ngày 2 tháng 7. Chúng tôi cũng đã thấy xu hướng giảm về số ca mắc bệnh mỗi tháng. Chúng ta có 1.317 trường hợp được báo cáo trong tháng 7. Trong 20 ngày đầu tiên của tháng 8, chúng tôi đã có 458 trường hợp tỷ lệ tích cực hàng tuần cũng đã giảm trong 3 tuần liên tiếp từ 8,3% tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7 giảm xuống còn 5,6% vào tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 8 cho đến tuần này chúng tôi đạt gần 6%. Thử nghiệm vẫn có sẵn rộng rãi rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên chúng tôi đã thấy sự xuất giảm trong kiểm tra hàng tuần trong tháng này từ khoảng 4.300 bài kiểm tra vào tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 8 xuống chỉ còn 2.800 vào tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 8, giảm gần 35%. Cho đến nay, trong tuần này, chỉ hơn 2.200 người đã được kiểm tra. Chúng tôi tin rằng một lý do cho sự sụt giảm trong thử nghiệm là việc sử dụng khăn phủ mặt hàng ngày càng nhiều khi chúng tôi theo dõi liên hệ chúng tôi đang xác định ít người hơn là những người lên, uh, liên hệ thật thân thiết vì họ đã được đeo mặt nạ điều đó có nghĩa là ít người được coi là có nguy cơ cao um, sự phơi nhiễm cần được uh, kiểm tra chúng tôi hy vọng việc kiểm tra sẽ tăng lên ngày bây giờ, ngay bây giờ khi các trường học và Uh, cao đẳng đã hoạt động trở lại linh trở lại. UNL đang thử nghiệm trong khuôn viên trường và có kế hoạch uh, tổ chức thử nghiệm Nebraska trên các khu học xá chẳng hạn như là Nebraska Westland. Chúng tôi vui mừng khi nhận thấy sự cải thiện uh, trong thời gian quay vòng tổng thể để nhận cả bài kiểm tra kết quả từ các phòng thí nghiệm Mặc dù chúng tôi không kiểm soát được chỉ báo, nhưng một um, sự thay đổi nhanh chóng là rất quan trọng để chúng tôi có thể bắt đầu theo dõi những người có kết quả xét nghiệm dương tính kết thúc trong 3 tuần qua, 81% tất cả các kết quả thử nghiệm đã được nhận trong vòng 3 ngày hoặc ít hơn. Um, tốt nhất là chúng tôi muốn xem tất cả các uh, kết quả xét nghiệm được uh, trả về trong vòng 24 giờ. Với mức trung bình của các uh, ca hàng ngày giảm xuống lượng hồ sơ cho các y tá làm uh, ca điều tra, tra đã giảm. Điều này đã giúp chúng tôi bắt đầu theo dõi hợp đồng tham thậm chí uh, sớm hơn trong 3 tuần qua, 94% của tất cả các cuộc điều tra thử nghiệm dương tính là hoàn thành trong vòng 24 giờ. Năng lực bệnh viện của Lincoln là một điều khác mà chúng tôi xem xét và nó vẫn hoạt động tốt. Các số bệnh nhân COVID-19 đang có xu hướng giảm từ 22 ngày 4 tháng 8 xuống còn 14 bệnh nhân đã báo cáo ngày hôm nay. Với 4 người từ cư dân quận Lancaster và 10 người từ các cộng đồng khác, Tuy nhiên, điều tra dân số tổng thể của bệnh viện và việc sử dụng giường ICU đã tăng lên trong thời gian gần đây. Công suất giường ICU đã giảm xuống chỉ dưới 4, 5, 50%. Điều này đã không xảy ra từ cuối tháng 5. Chúng tôi đang tiến vào khu vực màu vàng một cách thận trọng và muốn mọi người hiểu rằng sự tiến bộ của chúng ta có thể bị mắc nếu chúng ta mắc cảnh giác chúng ta không được đánh mất điểm cuối cùng mức uh, mục tiêu để vượt qua đại dịch này để làm được điều đó chúng ta phải tiếp tục với uh, nhìn xa điều uh, đeo khẩu trang xung quanh người khác và rửa tay nhiều hơn và nhiều hơn nữa bằng chứng tiếp tục được công bố hỗ trợ uh, các khuyến nghị này với sinh viên đại học trở lại thị trấn chúng tôi tiếp tục quan tâm đến những nhà hàng, quán bar và các cơ sở kinh doanh khác nơi sinh viên có thể tụ tập trong nhà. Bạn nhớ lại rằng sau khi qua quận Lancaster nới lỏng, lỏng một số hạn chế vào ngày 22 tháng 6, chúng tôi bắt đầu thấy sự gia tăng các trường hợp ở nhóm tuổi 20 đến 29 với giáo dục nhiều hơn và uh, thực thi tỷ lệ trường hợp trong nhóm tuổi đó đã giảm và cho đến nay trong tuần này khoảng 26% các trường hợp mới nằm trong độ tuổi từ 20 đến 29. Bộ Y tế đã tổ chức một cuộc họp Zoom với các quán bar ở trung tâm thành phố vào tuần này trong nỗ lực không ngừng để chia sẻ thông tin và tăng cường giao tiếp điểm nổi bật của cuộc gọi có chủ quán bar và người điều hành chia sẻ với nhau các chiến lược mà họ có được thấy là hiệu quả nhất trong việc đảm bảo mọi người uh, tuân theo các khuyến nghị chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với một số quán boys để cung cấp hướng dẫn cụ thể hơn về các phương pháp duy trì tuân thủ uh, các biện pháp y tế được chỉ đạo bộ y tế và Sở Cảnh sát Lincoln sẽ tiếp tục kiểm tra việc tuân thủ tại các quán bar. Tất cả những người ở Lincoln đang tuân thủ theo các nguyên tắc thông thường đơn giản đều được xứng đáng câu cảm ơn bạn đã đưa chúng ta trở lại mức màu vàng trên mặt số rủi ro. Hãy cảnh giác. Bà Thị trưởng Caleb Beard Xin cảm ơn Giám đốc Lopez và tất cả mọi người trong nhóm Chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Một trong những quan hệ đối tác quan trọng nhất mà chúng tôi có trong cộng đồng là thành phố của chúng ta à, là mối quan hệ của chính phủ với hệ thống à, trường công lập Lincoln của chúng ta. những mối quan hệ à, bền chặt đã được chứng minh là vô giá trong đại dịch. bộ y tế của chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Lincoln Public School về ưu tiên uh, chung của chúng ta là giữ an toàn cho trẻ em và người lớn khi họ vào trường học của chúng ta. Và lúc này, Giám đốc học khu Tiến sĩ Steve Jewell lại ở với chúng ta để uh, cập nhật cho chúng ta về một tuần rưỡi uh, của năm học này đang diễn ra và những bước tiến về phía trước. Tiến sĩ Jewell, cảm ơn bạn và nhóm của bạn tại LPS vì sự lãnh đạo của bạn trong những thời điểm đặc biệt này. Tiến sĩ Steve Chu Cảm ơn thị trưởng. Tôi biết ơn vì dịp tốt này rất nhiều và sự lãnh đạo của bạn. Rõ ràng là các nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra đã tạo ra sự khác biệt. Ở góc độ nhà trường, chúng tôi cần tiếp tục công việc đó vì chúng tôi muốn không có gì hơn là đưa tất cả học sinh của chúng ta trở lại trường học tôi cũng sẽ không hài lòng nếu tôi đã không gọi giám đốc Lopez và đội ngũ chuyên gia y tế tuyệt vời của bạn giúp đỡ và hỗ trợ và hướng dẫn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi phát triển kế hoạch của mình chúng tôi có một tuần học tập từ remote learning và đó là một thách thức lớn theo một số cách những số cách nhưng cũng có rất nhiều phần thưởng Tôi tin rằng trường học của chúng ta an toàn, chúng không phải không có rủi ro nhưng với rủi ro giảm nhẹ, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ các bậc cha mẹ gần 120 tuần 120 chục tuần này sẽ quay trở lại trường học của chúng ta từ việc học remote learning bởi những điều gì họ đã nghe. Tất cả 60 trường học của chúng tôi đang làm hết sức mình để tuân theo các nguyên tắc hy vọng là một phần lớn khiến mặt số rủi ro trở lại thành màu vàng. Một câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được là nếu chúng tôi chuyển sang màu vàng, chúng tôi có đem học sinh trung học trở lại 100% học uh, uh, trực tiếp không? Tôi sẽ nói không. Chúng tôi sẽ duy trì khóa học của chúng tôi một điều chỉnh quay số rủi ro theo đúng hướng, không phải là xu hướng đối với chúng tôi và chúng tôi không muốn làm phiền gia đình và đội ngũ nhân viên của chúng tôi, những người đang nỗ lực để sản xuất giáo trình cho học remote learning và trực tiếp. Tôi muốn nhân cơ hội để cảm ơn các giáo viên của chúng tôi vì tất cả công việc tuyệt vời của họ đã hoàn thành trong tuần này. Nó không hề dễ dàng. Nó thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong uh, thay đổi về chuyên, chuyên môn. Nhưng họ đã phản hồi tương ứng và thành công. Chúng tôi biết trường đại học đang hoạt động trở lại. Chúng tôi biết rằng mùa cúm đang đến. Chúng tôi biết chúng tôi có rất nhiều thách thức phía trước. Nhưng LPS sẽ tiếp tục làm uh, phần việc của chúng tôi để tiếp tục giảm nguy cơ quay, uh, quay số đó cảm ơn tất cả các bạn và thị trưởng keller bear cảm ơn tiến sĩ joe trong khi uh, ban giám hiệu và nhân viên của trường đã uh, làm một công việc to lớn điều thực sự quan trọng là phải hiểu rằng các hoạt động và tương tác mà học sinh giáo viên và nhân viên tham gia bên ngoài môi, uh, môi trường học sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công trong phiên người sẽ được. Hãy nhận ra tầm quan trọng của họ đối với họ và đối với tất cả chúng ta tiếp tục đeo khẩu trang, rửa tay và quan sát khoảng cách giữ 6 feet từ những người khác trong các hoạt động hàng ngày để ngăn chặn các phơi nhiễm tiềm ẩn sau đó có thể đưa vào khung cảnh trường học. Khi có một trường hợp dương tính với COVID-19 được xác nhận trong một trường học, nhà trường sẽ làm việc với nhóm Sở Y tế của chúng tôi à, trong quá trình truy tìm liên hệ bất kỳ ai được xác định là liên hệ gần gũi có nguy cơ cao à, sẽ được gọi trực tiếp và hướng dẫn à, các bước tiếp theo. Các bước tiếp theo có thể bao gồm tự à, giám sát hoặc cách ly và báo cáo với sở y tế hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu các triệu chứng phát phát triển. Nếu có tích cực trường hợp được báo cáo tại trường học và một người không được sở y tế gọi trực tiếp hoặc nhân viên trường học thì họ không được coi là một liên hệ gần gũi có nguy cơ cao. Bất kỳ ai có các câu hỏi về khả năng phơi nhiễm nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của uh, sức khỏe của họ hoặc Sở Y tế theo số 402-441-8006. Tiếp theo, chúng tôi có một số tin tốt từ chương trình Lincoln độ đang ngày càng tăng uh, tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và giáo dục cho chất lượng để đảm bảo con gái chúng ta sẵn sàng đến trường và một cuộc sống của học tập. Lincoln Littles đã phát triển uh, nhờ nỗ lực của Prosper Lincoln và Annie Brandt với Prosper Lincoln hiện đang tham gia với chúng tôi bằng Zoom để chia sẻ thông tin về các uh, cơ hội việc làm, uh, cơ sở uh, giữ trẻ và sự sẵn có của hỗ trợ từ uh, đạo luật CARES. Annie Brandt Cảm ơn thị trưởng. Chào buổi trưa. Lincoln đồ hỗ trợ các gia đình, nhà cung cấp thời thời thơ ấu, giáo viên, doanh nghiệp và cộng đồng của chúng ta. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em ở Lincoln đang cần nhân viên cả toàn full và part time. Hiện có 42 việc làm đang tuyển dụng tại 14 chương trình khác nhau, trong đó 13 chương trình full time và 29 chương trình part time. Bạn có thể tìm thấy những cơ hội việc làm này bằng cách truy cập trang Facebook LinkedIn Littles và nhấp vào tab việc làm. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các nhà tuyển dụng được liệt kê để biết thêm thông tin. Ngoài ra, các yêu cầu tối thiểu đối với người nộp đơn là bạn phải từ 18 tuổi trở lên, có bằng tốt nghiệp trung học hoặc là bằng GED và vượt qua kiểm tra uh, lý lịch một số chương trình uh, yêu cầu bằng cấp giáo dục uh, cụ thể tùy thuộc vào vị trí chúng tôi cũng muốn thông báo cho các gia đình biết về việc mở cửa cho dịch vụ uh, trẻ và dịch vụ gửi trẻ và liên kênh học phí các gia đình đang tìm uh, kiếm hỗ trợ tại Uh, tài chính để giúp trang trải uh, chi phí chăm sóc trẻ em và cả đáp ứng các yêu cầu về thu nhập được khuyến thích liên hệ với uh, một trong hai chục chương trình quan uh, quanh Thị uh, quan Thị trấn hiện có 38 học bổng bán phần và 29 học bổng toàn phần các cơ hội uh, mở hiện tại có để có thể được tìm thấy trên little like little org trong tab nhà cung cấp hoặc trên trang Facebook của Lincoln Littles. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc nhở các nhân viên chăm sóc trẻ em và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình rằng 100.000 đô la của đạo luật CARES đã được uh, dành riêng cho nhân viên chăm sóc trẻ em để giúp uh, trang trải các chi phí um, thế uh, chấp, tiền thuê nhà và các uh, tiện uh, tiện ích do thu nhập bị uh, giảm trong thời kỳ đại dịch này. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin tại covid 19 linkin ni gov tại tab tài nguyên um, thường trú và đối với bất kỳ thông tin nào. Thông tin liên hệ của chúng tôi có trên trang web của chúng tôi tại lincolnloodles.org. Thị trưởng Kenny Beard. Cảm ơn bạn Anna. Và cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm để đảm bảo Lincoln Knights nhỏ bé của chúng ta uh, có được khởi đầu tuyệt vời trong cuộc sống. Và chúng tôi uh, đánh giá cao việc biết về những công việc và hỗ trợ tài chính này có sẵn cho mọi người khi họ đang tìm kiếm sự chăm sóc cho con cái của họ. Cuối cùng hôm nay, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng điều tra dân số Hoa Kỳ đã sẵn sàng kết thúc và điều um, cực kỳ quan trọng là mọi người đều được tính. Tin tốt cho cộng đồng của chúng ta, Lincoln, đứng số 1 về tỷ lệ tự phản hồi đối với các thành phố cho có dân số trên 250.000 và lên đến 1 triệu. Chúng ta đứng đầu quốc gia với tỷ lệ phản hồi 75,8%. Nebraska đứng thứ tư trong danh sách tiểu bang với 69 phần 69,6%. Nhân viên điều tra dân số đã bắt đầu đi từ uh, cửa đến uh, tại nơi để lấy thông tin từ các hộ dân chưa có phản hồi, bạn có thể tiết kiệm tiết kiệm họ à, một chuyến đi bằng cách trả lời trực tuyến. Chỉ cần truy cập 2020census.gov và chỉ cần nhớ rằng tất cả thông tin mà bạn chia sẻ với điều tra dân số đều được bảo mật, đảm bảo rằng bạn được tính. Cảm ơn tất cả bạn đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn vì đã có mặt trong số những anh hùng đeo mặt nạ, rửa tay và quan sát khoảng cách của bạn để bảo vệ bạn bè, gia đình và hàng xóm từ Covid-19. Bạn là lý do mà chúng tôi sẽ chứng minh lớn hơn virus này. Điều này kết thúc các nhận xét đã được chuẩn bị cho thị trường Celebre từ cộng đồng tóm tắt về Covid-19. Sau mỗi bản tóm tắt cộng đồng um, có thì giờ cho câu hỏi và câu trả lời ngắn cho các phương tiện truyền thông sẽ không được thông dịch. Vui lòng gọi cho đường dây nóng của Sở Y tế và Quận Corona Lincoln Lancaster với bất kỳ câu hỏi nào bạn có liên quan đến cuộc họp ngắn ngày hôm nay, các biện pháp y tế theo chỉ đạo hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Covid-19. Số điện thoại là 402-441-8006 và có sẵn cho các thành viên cộng đồng bất kỳ ngôn ngữ họ nói. Khi một nhân viên sở y tế trả lời điện thoại, hãy nói ngôn ngữ mà bạn muốn nói và bạn sẽ được kết nối với một nhân viên nói ngôn ngữ đó hoặc một thông tin dịch viên sẽ được cung cấp để giúp đỡ. Ngoài ra, tìm thông tin cập nhật trên trang web phản hồi của thành phố Lincoln COVID tại covid19 linkedin chấm curve Thông tin trang web này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thông qua công uh, cụ dịch Google trực tiếp trên trang web. Chỉ cần chọn ngôn ngữ từ danh sách các ngôn ngữ uh, khá dụng trên trang dịch uh, danh sách này gần phía trên bên phải của um, trang web phản hồi Covid. Ngoài ra có các liên kết đến PDF bản dịch cho các biện pháp y tế theo chỉ đạo và thông tin quan trọng uh, khác có đến uh, có trên trang web phản hồi LinkedIn Covid 19